Chương trình từ thủ đô Washington với luật sư Chủ Thiền xin trân trọng kính chào quý vị khán thính giả khắp nơi. Thì hôm nay chúng tôi nói về tin tức ở Úc, đặc biệt là tin tức sau khi cái sự kiện diễn ra giữa trận đấu đội tuyển nam của Việt Nam đấu với đội tuyển nam của Úc, thưa quý vị. Thì để có một cái ánh nhìn đa chiều về vấn đề đó thì chúng tôi sẽ tiếp tục nói, và trên màn hình đây là ông chủ tịch chống cộng Nguyễn Văn Bon, tức là chủ tịch của cộng đồng người Việt quốc gia liên bang Hoa Kỳ ở Victoria. Thì có nhiều người thắc mắc vì nhiều vấn đề, thưa quý vị. Thứ nhất, thắc mắc là tại sao ông Nguyễn Văn Bon này trước trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Úc thì đã ra thông cáo và chúng tôi cũng đã đăng tin. Nhưng mà sau cái sự việc và sự kiện của trận đấu đã xảy ra thì người ta không thấy ông Nguyễn Văn Bon này lên các phương tiện truyền thông, truyền thanh, truyền hình, báo chí ở Úc để mà lên tiếng về cái vấn đề cờ vàng hay là mảnh vải vàng với ba sọc đỏ ở trong trận đấu đó, thưa quý vị. Coi như một sự im lặng, một sự biệt tích, một sự lặng mất tâm, không xui bọt. Thì trở lại cái trận đấu đó thì có nhiều khán thính giả cũng đã viết thư tới chương trình chúng tôi và nói rằng là phải cho biết về cái vấn đề là có cái sự úp sọt hay gọi là sự đem cờ vàng vào sân vận động có hay không, thưa quý vị. Và họ đặt nhiều câu hỏi khác nhau. Thì có những người thì họ không đặt câu hỏi nhưng mà họ gửi hình ảnh tin tức, chẳng hạn như gửi bài báo của một ông chống cộng Nguyễn Quang Duy ở Úc, vân vân. Thì cái câu trả lời là có vấn đề úp sọt và phía nào bị úp sọt hay úp sọt như thế nào thì chúng tôi xin nói rõ là theo như cái thông cáo của ông chủ tịch chống cộng Nguyễn Văn Bon thì có vẻ như là cái cộng đồng hơn 200.000 dân gọi là dân tị nạn ở Úc sẽ ủng hộ cho theo cái thông cáo của ông Nguyễn Văn Bon, thưa quý vị. Tuy nhiên ở đây chúng tôi đã có phân tích và nói danh không chánh thì ngôn không thuận, thưa quý vị. Tuy là dân số đông và áp đảo ngay tại địa phương. Thì từ ngày 8 tây tháng Giêng là đã ra thông cáo kêu gọi, nhưng mà có những cái vấn đề ở bên trong và tất cả quý vị khán thính giả không biết. Xin thưa vậy là như vậy. Thì chúng tôi sẽ làm thêm clip để giải thích vì sao ông Nguyễn Văn Bon mất tích một cách bí ẩn trong cái ngày thi đấu bóng đá và sau cái ngày thi đấu bóng đá để cho quý vị khán thính giả có thể hiểu được, đặc biệt là những khán thính giả ở Úc, thưa quý vị. Thì trở lại vấn đề cờ vàng thì đã có thông báo như thế và người ta nghĩ rằng là những người cầm cờ vàng hay cầm mảnh vải vàng với ba sọc đỏ sẽ tràn ngập sân vận động của Úc ở Melbourne. Nhưng mà thực tế trận đấu đã diễn ra và thực tế cho thấy là bên phía cờ vàng đã bị úp sọt, thưa quý vị. Ở đây là cái dân số lên tới hơn 200.000 người. Nhưng mà tại sân vận động thì hết sức là ít ỏi và lèo tèo, thưa quý vị. Thì trên màn hình quý vị thấy là có hai bác cờ vàng đã cầm theo ít nhất là một lá cờ vàng ba sọc đỏ cùng một cái mũ ba sọc đỏ. Tuy nhiên bác này và bác gái đã không vào sân vận động, thưa quý vị, và chỉ ở ngoài để mà mang một lá cờ vàng. Họ có nhiều lý do khác nhau, xin thưa quý vị là như vậy. Có nhiều người, ông bà ở vùng Melbourne này thì nói rằng là họ biết tình trễ cho nên họ không thể mua vé vào được. Có những người thì lấy lý do lý cháu lý này lý nọ để mà bào chữa cái việc không đi xem trận bóng đá này. Chẳng hạn họ nói là vì biết tình trễ cho nên họ không mua vé tập thể được, cho nên không được ngồi chung với nhau,
Cho nên họ đổ thừa bây giờ phải ngồi riêng. Mà ngồi riêng thì tôi không thích, cho nên tôi không mua vé vào. Nói chung là đủ thứ lý do để bỏ chạy. Chứ thật ra có thể có những lý do thầm kín như không có tiền mua vé chẳng hạn, hoặc là không thích về bóng đá, hoặc là chỉ muốn lợi dụng sự kiện bóng đá để làm chính trị. Nhưng mà khi thấy tình hình an ninh chặt chẽ ở trong sân bóng thì không muốn có những sự rắc rối với phía an ninh của Úc, với phía cảnh sát của Úc, thưa quý vị. Thì có những vị cầm cờ vàng đi vào sân vận động của Úc thì đã bị cảnh sát Úc chặn lại, thưa quý vị. Và họ không cho mang cờ vàng ba sọc đỏ vào trong sân vận động. Xin thưa vị là như vậy. Có vài vị ngang nhiên cầm vào thì đã bị chặn ở sân vận động. Ở đây chúng tôi xin nói là sân vận động có nhiều ngã vào và đã có những sự len lỏi, lấu lĩnh, lén lút mang được cờ vàng vào trong sân vận động để mà le lói giơ lên, thưa quý vị. Thì vì có sự bảo đảm an ninh của cảnh sát Úc cho nên họ chặn lại, thì đã có những sự cự cãi ban đầu và những người cầm cờ vàng thì nói rằng đây là tài sản của họ, họ không có thể mà bị tịch thu bởi cảnh sát Úc. Và phía cảnh sát Úc thì mới đầu với ý định là tịch thu, nhưng sau khi cự cãi thì phía cảnh sát Úc đổi ý và nói rằng lệnh là không được đem cờ vàng vào sân vận động, và tất cả những cờ vàng, mũ vàng với ba sọc đỏ hay là những banner thì phải bỏ ở ngoài sân vận động, bỏ vào một cái cần xé, rồi quý vị. Và sau trận bóng thì cứ ra ngoài cần xé ở ngoài sân vận động và đem về, thì coi như là cảnh sát Úc không phạm tội là đã tịch thu tài sản của người dân một cách vô cớ, thưa quý vị. Thì đó là cách giải quyết của cảnh sát Úc. Tuy nhiên chúng tôi nói là vì có nhiều ngã vào cho nên đã có những cái chiêu trò lấu lĩnh để mà qua mặt phía bên cảnh sát Úc. Và có những vị người gốc Việt thì mặc áo vàng của đội tuyển Úc để vào sân, và thay vì cổ động cho đội tuyển Việt Nam thì những vị này cổ động cho đội tuyển Úc. Và khi mỗi lần đội tuyển Úc ghi bàn thì họ đứng lên reo hò ủng hộ cho đội tuyển Úc. Và mỗi lần mà đội tuyển Việt Nam bị ghi bàn thì họ lại reo hò chế giễu, thưa quý vị. Tuy nhiên ở đây vấn đề upshot cho thấy là trên sân vận động lúc bấy giờ có khoảng 26.000 người, thì theo ước tính của nhiều đài đang quay phim lúc bấy giờ thì có khoảng 5.000 người mang áo cờ đỏ sao vàng hoặc là mang lá cờ đỏ sao vàng, tức là lá cờ của chính quyền Việt Nam hiện nay, thưa quý vị, ủng hộ cho đội tuyển Việt Nam. Thì chúng ta thấy rõ ràng là cái số áo đỏ sao vàng áp đảo so với những người cầm cờ vàng lấu lĩnh đem vào, thưa quý vị. Thì có những cách như sau. Một ít người thì họ in lá cờ Úc và cái lá cờ vàng ba sọc đỏ hai mặt khác nhau, thưa quý vị, và họ cuộn lại, họ để cái hình lá cờ Úc ở bên phía ngoài, thì họ qua mặt được cảnh sát Úc vì cảnh sát Úc thấy rằng họ cầm cờ Úc, thưa quý vị, nhưng mặt sau là lá cờ vàng hoặc là một cái nền vàng với ba sọc đỏ. Rồi có những người thì họ cuộn lá cờ và họ giấu trong người và họ tìm cách đi qua cái an ninh của Úc, thưa quý vị. Thì có thể là họ đem được vào một vài cái lá cờ vàng ba sọc đỏ, và khi mà đội tuyển Úc ghi bàn thì họ đã lấy ra và họ đã
chụp hình ghi lại thưa quý vị một cách vội vã, vì có những cái tin tức thông báo qua điện thoại thì đã có người bị tịch thu tạm thời cái mảnh vải vàng với ba sọc đỏ chẳng hạn như vậy. Thì nói chung là họ vội vàng chụp hình để mà chứng tỏ rằng là cờ vàng ba sọc đỏ cũng có mặt trong sân vận động. Tuy nhiên chúng ta thấy là hết sức ít ỏi thưa quý vị. Dường như chỉ có 1, 2, 3 lá cờ vàng đã được đem vào sân vận động. Một hình ảnh cho thấy thì một lá cờ bằng giấy, phía ngoài là lá cờ Úc, phía bên mặt sau là nền vàng với ba sọc đỏ, và một gia đình đem một lá cờ vàng vào sân vận động và vui mừng khi mà đội tuyển Úc thắng thưa quý vị. Thì đây là hai vợ chồng của một người ở Úc đã mang cái lá cờ vàng với ba sọc đỏ khi mà đội Úc ghi bàn thưa quý vị. Thì họ vội vàng ghi lại hình ảnh, theo chúng tôi thấy thì video cũng rất ngắn và cũng có một cái lá cờ vàng thì được treo ra ngoài sân vận động một cách vội vàng và mang cái tính chất cá nhân thưa quý vị, vì không thấy có một cái hội đoàn nào lên tiếng như thế. Thì đương nhiên những cái lá cờ vàng này nếu mà an ninh Úc hay là cảnh sát Úc thấy thì họ sẽ tịch thu tạm thời và để trong một cái cần xé như chúng tôi nói ở ngoài sân vận động, và sau trận đấu thì những người gốc Việt này có thể lấy lại cái lá cờ vàng của họ thưa quý vị, hoặc là mảnh vải vàng. Còn đây là cái lá cờ bằng giấy mà chúng tôi nói, một mặt là cờ của Úc và mặt phía sau này tức là phía kia thì màu vàng và ba sọc đỏ. Thì đó là những cái nhân vật, những người mà đã đem được những cái lá cờ vàng một cách lấu lĩnh, lén lút, không công khai vào trong sân vận động ở Melbourne. Thì đó là cái câu chuyện đã xảy ra thưa quý vị. Và nhiều khán thính giả cũng đã đặt câu hỏi là vì sao ông chủ tịch cộng đồng Nguyễn Văn Bon biến mất trước truyền thông báo chí ở Úc thưa quý vị. Thì cái đó là sẽ có một video clip nói về vấn đề đó. Vấn đề tiếp theo thì tin tức cho biết là đội tuyển nữ của Việt Nam sẽ đến Úc tham dự giải World Cup ở Úc và New Zealand vào 2023 tới đây, vào ngày 20 tháng 7 cho tới ngày 20 tháng 8. Thì sẽ có nhiều trận đấu của đội tuyển nữ Việt Nam tham dự thưa quý vị. Và từ đây tới đó thì nhiều khán thính giả cũng sẽ thắc mắc là bên phía cờ vàng sẽ tiếp tục bị úp sọt như thế nào, hoặc là bên phía cờ vàng sẽ có kế hoạch gì để mà qua mặt được an ninh cảnh sát của Úc khi mà những cái vấn đề này đã được nêu lên với phía an ninh hoặc cảnh sát của Úc thưa quý vị. Và điều mà những người dân ở Úc đã thấy rõ bộ mặt của nhiều vị lâu nay lên tiếng tự xưng là nhà đấu tranh, nhà coi như là nhà này nhà nọ, nhân sĩ cộng đồng vân vân. Nhưng khi sự kiện đội bóng Việt Nam thi đấu ở Úc thì họ biến mất, không một lời, không một hành động, không một bài phỏng vấn, coi như lặng không sủi tâm với quý vị. Thì đó là câu chuyện của cộng đồng nước Úc. Còn họ sẽ làm gì trong tương lai 2023 thì chúng tôi, những nhà truyền thông, cũng chỉ chờ xem tin tức. Nếu có những tin tức gì thì chúng tôi sẽ lên chương trình cho quý vị khán thính giả khắp nơi. Nhưng câu chuyện thì nó đã khá rõ ràng thưa quý vị. Đó là cái câu chuyện mà tới hàng ngàn, gần 5.000 người mang cờ đỏ sao vàng, trong khi đó phía những người cờ vàng ba sọc đỏ thì hết sức ít ỏi thưa quý vị. Và chỉ 2-3 lá cờ
được đem vào sân vận động một cách lén lút. Thì chương trình từ thủ đô Washington với luật sư Trương Thiện đến nay tạm chấm dứt. Xin trân trọng cảm ơn quý vị khán thính giả khắp nơi. Xin quý vị vui lòng nhấn subscribe để ủng hộ kênh. Thành thật cảm ơn. Xin hẹn quý vị trong chương trình kỳ tới.